Hello, đam mê câu cá xin chào tất cả các bạn nha. Xin chào nha. Chiều hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người chọn cái bài mồi nền ủ chua chiên câu cá trôi chép nha các bạn. Hiệu quả dễ làm để ngày mai mình đi test luôn và có một cái video trực tiếp thực tế luôn của bài mồi này cho mọi người xem nha. Thì bây giờ cũng trời sắp tối rồi, mình tranh thủ làm nha. Đây là cắm gà con. Đó. Cắm con mình còn khoảng ở chừng 3 kg. Đây là bột bắp thì bắp biết rồi, bột bắp sẽ trần với lại nước sôi nha các bạn. Đây là cái thao để mình trần nước sôi bột bắp, mà mình đánh 6 cây lăng xê kèm thêm mấy bạn của mình nữa, nhiều lắm. Mình làm trộn mùi sẵn cho mấy bạn quánh luôn, tầm khoảng chừng 10 mấy 20 cây lăng xê á, nếu mà mấy bạn đó có đi đông đủ luôn. Mình thích tự nhiên à, đi tự nhiên cho nó hấp dẫn. Đợi chờ cá ít nhưng mà cá lên, cá dù to hay nhỏ cũng đều là cá chất lượng, rất cái ngon. Đây là nước sôi nha các bạn, chế vào đó. Nước sôi ok, dùng giá đảo đều cho nó vừa thấm nước chín dẻo. Ok, mình làm nhanh luôn các bạn nha, để kẻo phải chờ nó tối các bạn, thấy nó quay video nó thui và các bạn xem nó chán, không thấy đường. Mình sẽ làm cho nó nhanh nhất có thể, dẻo cho các bạn, bằng đẻo cho nó dẻo luôn, thật là dẻo luôn đó. Cái này cái bắp này dính mà nhanh nhanh tan nha các bạn nha, cái ăn dễ hút 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 dính nha. Đó, bây giờ mình sẽ tiếp đến là mình sẽ cho cái thao to vô đây nè. Đó, bỏ thao vô là vừa y luôn, hết luôn. Đó, giờ là mình cho cắm gà vào nè, mình cho khoảng cái chừng vài mua cắm gà vào, tầm khoảng cái chừng ký hơn ký gì đó. Đó, cắm gà con nó tạo chúng ta cái độ tanh nhẹ, và khi các bạn quăng mồi xuống nó sẽ làm mồi bạn nó tan. Chứ các bạn mà làm mồi dính nó khó câu cá lắm. Cắm gà 20 rưỡi, cắm gà đó 20 rưỡi, cắm gà con. Đây còn đây là cắm chim cắm trứng. Hai gói cắm chim cắm trứng, 2-3 gói thì thích thì các bạn làm, bạn câu nhiều ít gì đó thì thích các bạn. Này mình câu lăng xê, mình làm 2 gói thôi. Mình đánh chiều ngày mai cho đến chiều chủ nhật, tại vì hôm nay mới có chiều thứ sáu à, mình ủ một ngày một đêm sẽ, thì hy vọng nó sẽ ok. Rồi xong, đảo cho nó đều con chim con gà nó chung với nhau luôn đó. Rồi, đây còn đây là cái mồi nền ủ chua. Bữa làm bữa thứ ba nè, cho mọi người xem đó. Mồi nền ủ chua. Giờ mình cho vô vài giá. Mình muốn cho nó nhanh lên ủ chua, mình sẽ cho nó đi khoảng ở chừng nửa ký hoặc 1 kg mồi nền. Đó. Mình làm mồi mình là không sợ nó tốn tiền. Mình chỉ sợ là câu không lên được cá thôi, nên mình không có sợ tốn kém những cái thứ này. Chơi mà, khoai lang nhiều khoai lang luôn, chọn nhiều khoai lang luôn đó. Chơi vậy mới đã cơn ghiền. Mình còn 2 thẩu nữa mà, thẩu tầm khoảng 2 kg khoai lang nữa, còn khá là nhiều đó. Cứ một tầng là mình đi, mình quất cho nó đi khoảng 1 kg. Mình làm 5 kg, một tầng quất khoảng gần hơn 1 kg, 2 kg. Cái chừng dài tầng, cái tháng mà làm hai lần một lần thôi, làm 6 kg đồng câu được tháng, tháng sau mà làm tiếp nếu còn thời gian. Đây, mình sẽ cho cái bột bắp trần vào, nhiều mùi lắm các bạn ơi. Tí nữa bỏ vô cái bao 25 kg các bạn, ngày mai chở bao đi ra mình xả cái chừng vài ký cho cá nó nghe mùi nó tới các bạn.
phải xả nha các bạn, không xả là câu không được đâu. Xả để dụ cá đến qua đêm á, qua đêm á, cá nó nghe mùi đó, dụ dụ cá đến. Nên vậy các bạn, mấy con hàng cá to ngoài xa các bạn, ngoài xa ngoài ngoài trăm mét, ngoài giữa ngoài lòng suối á, lòng hồ ngoài á, cá nó nghe mùi nó mới vào. Chứ các bạn mà xuống một băng mồi mà đợi chờ cá nó ăn, cá nó vô lâu vô lắm. Các bạn phải nhử mồi kìa, cá nó nghe mùi, nó mồi mồi ở dưới á, con nó phá mồi á, cá lớn nó thấy mồi đó có mồi á, nó mới tới ăn. Chứ các bạn đi câu mà chật luôn cũng được, các bạn tới bằng xả cho chừng 3 4 cục hoặc 5 số cục. Xả một lỗ một thôi, rồi bằng quăng mồi đó, chọn mồi cho nó hiểu. Ok, chuẩn mồi bằng quăng ra đó. Đó. Quăng ra đó là lỡ mà có cá ở dưới hồ đó là sẽ tới nó ăn à. Đó, đó cái kinh nghiệm con câu cá của mình á. Chỉ lại mọi người. Ok. Đây mình còn khoảng chừng hơn nửa ký cái mồi, cái thính của đam mê câu cá này, cho hết vô luôn. Thơm lắm. Hương dâu. Đó. Chua thơm, chua thơm. Chua thơm hăng. Đó, chua thơm hăng. Ok chưa? Chua thơm hăng. Này mình câu đặc biệt là mình câu chua thơm hăng tanh nha. Tanh. Tanh, này trứng nè. Mình là chuẩn bị 2 4 6 8 quả, mình sẽ cho đây 4 quả, có 4 quả ngày mai mình ra kia mình trộn tiếp. Câu hết 8 quả luôn. Vậy cho mới đã cương viền các bạn. Cho trứng vô. Một quả nè. Hai quả nè. Ba quả nè. Ôi, bốn quả nè. Bốn quả, còn bốn quả ngày mai cứ mỗi cái lần trộn cho một quả vô. Cho có mùi sống. Trộn đều lên. Trộn đều lên là ủ tới chiều ngày mai là đi câu, là câu đến chiều mốt là ok. Đó, mồi mình vậy thôi các bạn ơi. Các bạn nào mà có thuốc mầm thì cho thêm thuốc mầm vô. Không sao hết. Cho thuốc mầm vô tăng lên cái độ tơi, rễ, cỏ. Thích những con cá chấm và những con chép cái trôi tới nó ăn. Vậy thôi. Mồi thơm lắm các bạn ơi. Chua thơm. Chua thơm tanh hăng. Này mình trộn nó tơi khô nha. Để ngày mai nữa là mồi chúng ta nó lên nó khô. Ra cái các bạn trộn với lại nước tại điểm câu nữa là trộn vô là quất thôi. Bạn nào có đêm một thì cho thêm một vài hộp đêm một vô. Cái mỗi lần các bạn trộn mồi á, mình cho một ít đêm một vô phần cái mồi mình trộn thêm vô. Cho nó hương vị hương dâu, nó thơm. Không phải hương dâu, không phải ủ. Ủ có sẵn rồi, cho thêm hương dâu nữa là ngon. Tanh có thơm, có chua, có hăng, có một hương vị ngọt luôn và có hương vị khác luôn, để đủ hương vị luôn. Này mình làm sẵn rồi, ở trong cái gói thính năm mèo cá có sẵn mùi vị hết trơn rồi, chọn đây nữa là ok, đúng bài mồi. Ngày mai chủ yếu mình bắt cá trôi các bạn, bắt cá trôi về thả hồ. Nhà mình có cái hồ để mình ngắm cảnh nè, bắt cá trôi ra đó mình để mình thả dưới hồ đó nữa, nó tuyệt đẹp luôn. Đấy, ngon các bạn, ok luôn các bạn. Khá là nhiều mồi luôn, ta hồ quăng luôn, quăng xả luôn, câu luôn. Thay mồi, cứ tiến thay mồi một lần, thay liên tục luôn. Cho cá nó vào, cá nó ăn thoải mái luôn. Vậy mình câu mới cá nó mới vào ổ được, mới hiệu quả được. Chứ bạn câu bằng câu mà các bạn cứ 3-4 tiếng mà thay mồi một lần thì bao giờ cá nó vào. Đó, mình câu vậy đó. Là ok. Mày có cá không thì mình đã hướng dẫn các bạn người chọn mồi rồi. Hay, ok, xong nha. Giờ mình sẽ bỏ vào cái bao các bạn. Bao cá bạn ơi.
các bạn ơi. Con mè đầu tiên nha các bạn. Quá nước rồi. Bao cá. Con mè thứ hai nha các bạn. Mè trắng. Các bạn ơi,
mẹ trắng không à. Bước nhập rồi các bạn. Ê, một con cá mè nữa nha các bạn, ba con rồi. Chút xíu đổ thác các bạn ơi. Bao cá, bao cá, bao cá. Bao cá, bao cá. Rồi, 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 rồi. Trời mưa có cá là vui rồi các bạn ơi. Hôm nay mình đi test cái bài mồi nền nũng chua. Mà nước có lên như vậy cá mè nhiều quá các bạn ơi. Mấy con cá kia nó không có chịu vô các bạn ơi. Bây giờ mình dính được con nào à. Mình thu cần các bạn ơi. Mưa quá các bạn ơi, chịu không nổi. Mình đang ở ngoài giữa hồ các bạn ơi. Đây các bạn, con mè trắng thứ tư nha các bạn. Ok. Nốt các bạn, kêu cá nó vô ăn luôn, mình thu cần luôn một thể đó các bạn ơi. Trời trời mưa quá, mình đang ở ngoài giữa hồ nó lên luôn. Nước ngập lên quá trời luôn rồi các bạn ơi. Mình quay cho mọi người xem nè. Nước ngập linh láng luôn rồi. Đây các bạn nè. Nè. Mình đang lội nước ra ngoài cái bãi nè. Nè. Nước nó ngập linh láng luôn nè, đó thấy không nè, đó xe mà để trong cứu túi kia kìa nè, nước nó ngập lên hết trơn luôn rồi. Mình ngồi từ này, từ đây ngồi đây mình ngồi mình canh nè, mãi một trận mưa khá là lớn luôn đó. Đúng ra hôm nay trời đang bão số 5 mà mình tính ở nhà thôi, lỡ ngày hôm qua mình trộn mồi rồi, để hôm nay mình đi test cái bài mồi nền ủ chua cho mọi người xem thử coi cái mùa này cá gì nó ăn. Nhưng mà từ sáng giờ thì được 4 con cá mè, mè trắng khá là to các bạn, con trên ký không à. Hay còn 3 cây 3 cần lăn xe nè. Đúng là ngày 29 tháng 6 là ngày sinh nhật của mình mà mình không có tổ chức. Nên mình đã tự cho mình mua quà tặng cho mình. À mình đã mua 5 cây. 5 cây Ryobi. Đây. Ryobi Osaka. Đó. 5 cây nha các bạn. Này, 5 cây Ryobi Osaka và 3 cục máy EU 4000 mới. Đó, đây. Đây là cái món quà sinh nhật mình tự mình mua mình tặng cho mình đó. Đó. Đây. Cây này mình cũng mới lấy à. Chịu ngoài. Ryobi Osaka. Ngọn 38. Cái này thuộc hạng về cháu bò nha các bạn. Còn bây giờ là đợi chờ cá nó ăn mồi tiếp nha các bạn. Đây mình đây các bạn nè. Ướt nhẹp như con chuột lột luôn rồi. Trời mưa gió mà mình vẫn sẵn sàng đi câu. Có cá quay những pha cá nó ăn để quay cho mọi người xem, sẵn tiện mình đi test cái bài mồi nền của chua.
làm mồi phải có video test mồi. Ok, mồi này rất là nhảy với cá mè, thẳng luôn các bạn ạ. Ok nha các bạn, để chờ kết quả nha. Không có thì mình phải thu cần các bạn à. Kết thúc là video test cái bài mà bài mồi ủ chua ngày hôm nay, bộ nền ủ chua ngày hôm nay với 4 con cá mè lá ngoài kia, 4 con đó ở trên 5 kg các bạn à. Ok nha các bạn. Dính cá các bạn ơi. Cái cần đầu tiên luôn, phía tay trái. Nó dở nãy giờ lên xuống biết luôn, không nổi luôn. Dính cá rồi các bạn à. Thì mình ra mình quay thử coi có con cá gì. Nó cứ dở lên rồi nó thả xuống, dở lên nó thả xuống lòng hoài luôn. Chắc có mè nữa rồi các bạn ơi. Cái con mè trắng các bạn nè. Nó ít khi dở đó. Mình quay thử nha các bạn. Đó, nó dở kìa. Lên luôn. Lên. Nó dở không nổi mà. Nó dở không nổi các bạn ơi. Mưa lạnh quá, dở không nổi. Con cá mè trắng nữa nha các bạn. Ê, một con cá mè trắng nữa nha. Con cá mè thứ 5. Tuyệt vời nha các bạn. Có được không không? Bạn ơi, còn 2 cần à. Gán các bạn ơi. Ăn 2 cần nữa là hết rồi, về vừa các bạn ơi. Mưa quá chịu không nổi các bạn ơi. 2 cần nữa là đẹp luôn. Rồi ok nha các bạn. Hiện tại mình đã thu dọn hết tất cả các đồ câu rồi nha các bạn. Và đang chuẩn bị đi về để xong cái buổi đi test cái bài mồi nền ủ chua cho mọi người xem. Đây, mình ra mà về giữa hồ núi Lê mình test cái mồi mồi ủ chua. Kết quả ngày hôm nay là được 5 con cá mè trắng nha các bạn. 5 con này là khoảng gần 6-7 kg nha các bạn. Ok, chiều nay là có món cá mè xe chả nấu lẩu nha các bạn. Ở nhà ba mẹ mình thích ăn cá mè lắm các bạn nè. À. Nên kêu mình đi câu cá mè cho ông bả. Là thành quả ngày hôm nay thì như mong đợi. 5 cá mè rất là ngon nha các bạn. Đã không? 5 con cá mè trắng rất là đã. Đây các bạn. 5 con cá mè trắng rất là ngon nha các bạn. Đó. Đấy, tuyệt vời. 5 con này 6-7 kg nha các bạn. Con kia mấy không mà, không có nhỏ nha các bạn. Đó không? Nè. 5 con cá mè trắng nha, tuyệt vời nha các bạn nha. Ok nha các bạn nha. Đây mình đây các bạn. Ok nha các bạn. Ngày hôm nay mình đã đi test xong cái bài mồi nền ủ chua. Kết quả là được 5 con cá mè. Ngày giờ đầu cơn bão số 5. Bão quá các bạn ơi. Cá trôi nó không có vào. Cá mè nó vào. Chứ không phải là cái bài mồi này để chiên để câu cá mè. Mà là cái hồ này nó mới vừa cào cá vừa xong các bạn. Cá nó nhát lắm các bạn ơi. Cá mè thì rất là nhiều, khá là nhiều. Năm nay là nó cào được 30 tấn cá mè. Khoảng chừng 5-6 tạ cá phi. Mà được có vài con trôi với lại con mấy con chép à. Chứ có mình câu được thôi.
chứ người ta họ câu không được, họ cào không được. Thôi ok, hôm nay cũng rất là vui, được ngày chủ nhật mình đi test cái mồi cho mọi người xem thì kết quả thì được như vậy đó. Cảm ơn các mẹ, anh em hồi chối trơn rồi, cái mình đam mê câu cá, mình lội ra ngoài giữa đây mình bắt, mình ngồi ở đây mình chờ đợi cá ăn để quay clip cho mọi người xem thôi. Thôi mọi người yêu thích cái đam mê câu cá này của mình thì ấn like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ cho đam mê câu cá này của mình, đi giúp kênh của mình nó càng ngày nó càng phát triển nha các bạn. Ok, rồi bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn, chúc tất cả các bạn có một ngày cuối tuần xem video vui vẻ và tràn đầy niềm vui và hạnh phúc nha các bạn. Bye bye.